Chào các bạn Hôm qua mình có đăng Một chút ảnh trong nhóm hội Của hội làm vải thiều lục ngạn Thì mình mới biết Rất nhiều bạn không mất mùa Các bạn ạ Các bạn chia sẻ năm ngoái 10 tấn Năm 19 10 tấn Bán đến giá 3 à, Năm 3 Năm 20 13 tấn Bán đến giá hình là 35 hay sao ạ Mình không nhớ mình cũng ghi chép nó xem lại thì tóm lại như vậy là bạn được mùa được rất nhiều tiền thì như chúng ta đều biết rồi mình chỉ lấy ba bốn năm gần đây thôi từ năm 2017 đến nay cơ bản vải rất khó làm năm 2017 mất mùa năm 2018 được mùa mất giá năm 2019 mất mùa được giá năm 2020 mất mùa giá cũng được thì mình thấy nhiều anh em chia sẻ rất nhiều, có nhiều bạn chia sẻ rất nhiều là họ được mùa thường xuyên, có người không bao giờ mất mùa, cũng có một số người là các bác, các ông, các anh em được mùa thường xuyên. Nhưng có trường hợp là các bạn phun nông thuốc sâu, đốt vỏ, mọi người đến chơi không làm nữa, anh em chú bác đến chơi không làm nữa, không khéo con không cho biết. Vậy là các bạn làm rất tốt, nhưng các bạn không chia sẻ. Còn mình thì chỉ là một người nông dân bình thường Làm vải bình thường mà thôi Năm 2020 mình mất mùa Đấy, Năm 2019 mình được mùa Còn mình chỉ nói 2 năm thôi Bởi vì từ 2 năm đó mình đang lên Youtube Tuy nhiên mình đọc các bình luận của anh em cũng như mình làm YouTube mình có thể đưa ra một số cái diễn biến vải thiều lục ngạn năm 2020 rồi đưa ra một số nguyên nhân, ý nghĩa như bài học kinh nghiệm để chúng ta qua đó có thể là tham khảo. Tuy nhiên, đây nó chỉ là ý kiến riêng tư của mình mà thôi. Cho nên, trong cái ý kiến đó, nếu có gì chưa phải, thì mong các bạn bổ sung, chia sẻ, đóng góp ý kiến giúp đỡ cho mình, cũng như anh em cùng nhau làm vải được tốt hơn. <laughs> thì vụ vải năm 2020 đã qua, chúng ta đã và đang chuẩn bị làm vụ hoa năm 2021. Thì hôm nay mình sẽ tổng kết lại những gì mình biết về vụ làm hoa năm 2019 020. Thứ nhất, để làm một bài học kinh nghiệm cho riêng mình. Nếu các bạn biết thì các bạn bỏ qua video, không xem làm gì mất thời gian. Còn các bạn vào dỗi rãi thì các bạn có thể là xem tham khảo. Thứ nhất, mình nói về vụ vải năm 2019 là một năm mất mùa nhưng được giá. Sau thu hoạch có nhiều gia đình đầu tư làm lập. Có gia đình thì để tự nhiên không làm gì cả, cuối năm vẫn khoanh như thường lệ. <laughs> cuối mùa đông năm 2019 thì trời khô hạn dẫn đến Vải thiều bị chết khá nhiều. Một số vườn ra hoa sớm trước Tết. Trước lập xuân khoảng từ 12 ngày. Bởi vì trước Tết, 30 Tết là trước lập xuân 11 ngày. Thì hoa đã nhú. Còn hầu như là vải chưa rõ ràng nhú hoa. Chiều 30 Tết, mưa to kéo dài sang sáng ngày hết ngày mùng 1. Vậy là trước lập xuân 11 ngày. Sau đó sang mùng 2, mùng 3 trời có hẳn lên. Tiếp theo là trời mưa phùn ẩm ướt giả dịch suốt. Thời gian dài mưa ẩm kéo dài như vậy. Đúng thời gian mà vải chuyển bệnh vua hoa. Còn những nhóm mà ra hoa trước Tết khá đẹp. Tuy nhiên sau khi trời bị mưa ẩm ướt như vậy nó dẫn đến hiện tượng hoa bị hỏng bị khô bệnh sương mai và khô những vải này sau cái đợt mưa ẩm thì khô phun lại thì có thể ra được hoa hoặc có thể không ra hoa thành ra lộc còn hầu như nhóm ra sau đúng thời gian lập xuân thì vì trời mưa ẩm ướt như vậy nó không phù hợp cho quá trình ra hoa cho nên nó rất là khó ra hoa hoặc là sau có ra hoa rồi nhưng mà hoa này rất kém kèm lộc nhiều thậm chí ra được hoa thì cũng đậu quả rất là kém chính vì vậy năm 2020 là một năm mất mùa nặng theo mình nghĩ có thể mất mùa nhất từ trước đến nay vì mình có đi quay các chợ vải thì rất vắng rất ít tắc đường như mọi năm Mặc dù thời gian mua bán vải là thời gian học sinh vẫn đi học, giáo viên vẫn đi dạy, còn tắc đường chỉ diễn ra vào thời gian sớm, đó là khi thời gian học sinh và giáo viên đi học. Thì, thì diễn biến cái vụ vải năm 2020 nó như thế này. Thứ nhất là các xã vùng cao hoặc là một số thôn xóm ở vùng thấp nhưng mà gần đồi núi như là Kiên Thành, Thanh Hải, Biên Sơn, Tân Quang, Đồng Cốc, Phỉ Điền, hay là kể cả trên biển, hay biển vẫn có thể gọi là vùng thấp theo quy định của nhà nước và các xã vùng cao, ví dụ như Phong Minh, Phong Vân, Tân Sơn, Hậu Đáp, Sơn Hải, vân vân vẫn được. thì tại sao như vậy? Theo mình nghĩ có mấy nguyên nhân như sau: các xã vùng thấp như mình chủ yếu là đất bằng phẳng, khi mưa thường giữ nước, vì nước mưa không bị chảy nên thấm sâu, vì vậy khi vải nhũ hoa cần điều kiện thời tiết khô hanh ẩm ướt à cần thời tiết khô hanh cần khí hậu khô hanh thì trời lại thời tiết lại quá ẩm ướt dẫn đến hoa bị hỏng chuyển thành da lộc hoặc không ra được hoa vì như chúng ta đều biết nguyên thủy của hoa và lộc vốn là một khi nó ra gặp điều kiện như thế nào thì nó thành cái đó ví dụ khi hoa và lộc nó là một thôi nhưng khi nó nhú ra ngoài gặp điều kiện điều kiện thời tiết khô hanh thì thành hoa nhưng gặp ẩm ướt thì thành lộc như chúng ta đã biết có nhiều năm khi cây vải báo hoa đã rõ ràng nhú hẳn hoa rồi nhưng lại bị mưa ẩm và nóng thì đã chuyển thành lộc cũng có rất nhiều năm vải chúng ta đã nhó đã nhú lộc rõ ràng nhưng khi trời có sương giá thì cái lộc đó lại bị teo lên thành hoa tuy nhiên vẫn có vườn được hoa và đậu quả. Những vườn ấy là những vườn như thế này. Năm 2019 mất mùa, gia đình để tự nhiên không tỉa lá dày. Còn trường hợp tiếp theo là những gia đình rất là ít. Gia đình các bạn là chăn nuôi, ví dụ như là gà, vịt, châu bò nhiều có điều kiện chăm sóc vải rất tốt bằng phân hữu cơ chăm sóc rất tốt từ đầu cho nên cây vải rất là khỏe cho nên nó ra hoa vẫn ra ra được vậy là những vậy là những gia đình mà năm ngoái từ năm 2019 mất mùa cây có một bộ lá đầy đủ nhiều rồi những gia đình mà chăm sóc tốt cây cũng vậy cũng đầy đủ chất dinh dưỡng cho nên nó khỏe nó ra lộc ra hoa tốt còn còn khu vực núi còn khu vực đồi núi các xã vùng thấp như mình vừa trình bày cũng như các xã vùng cao thì nó là những nơi có độ dốc chảy nước cho nên nó bị hạn à nước mưa có lượng mưa ít nên nó không bị nó hạn chế, không bị ẩm ướt thì đất vẫn khô ráo vì chúng ta đều biết rồi những cái vùng đồi núi thậm chí mưa mấy ngày chúng ta đào xuống vẫn không thấy ẩm ướt lắm thì đào xuống khá sâu chúng ta mới thấy ẩm mà thôi với lại các xã vùng đồi núi này lại là các xã vùng cao là hoa sau vùng thấp tránh được cái đợt mưa ẩm trong thời gian mà sau Tết lập xuân chân vải được hoa hơn. Thì qua đây chúng ta đều biết đây là những điều kiện tự nhiên. Bởi vậy chúng ta có thể là đã học địa lý rồi. Thì chúng ta biết trong một khu vực chênh lệch nhau không ít cũng có những điều kiện khác nhau. Chưa nói gì cách nhau hàng chục cây số. Mình ví dụ như là trong một quả đồi thôi. Nhưng bên hướng đông thường nhận được ánh sáng và lượng mưa khác bên hướng Tây. Cho nên chúng ta đã nghe cái bài hát mà Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây ấy, bên nắng đốt, bên mưa quay đấy Đấy. Vậy là đồi núi khác nhau. Thì nó khác nhau hoàn toàn. Vậy tiếp theo. Những gia đình ở vùng thấp. Vậy mà được. năm ngày... À, tiếp theo là những gia đình ở cái vùng thấp ấy. Được phải là do năm 19 mất mùa này. Không đốn tỉa tự nhiên này. như mình vừa trình bày từ trước bởi vì cây nó đã tích đầy đủ chất dinh dưỡng và điện lá nó cũng đầy dày nó nhiều cho nên nó không có nhu cầu ra lộc nữa mà nó chuyển thành ra hoa rất tốt những trường hợp đặc biệt tiếp theo còn một trường hợp nữa là như chúng ta đã biết rồi khi vải ủ hoa cần thời tiết là khô hanh nhưng khô hanh như thế nào thì người nông dân của mình thì không thể xác định được vẫn còn mình ví dụ như thôn mình năm 2019 có hai gia đình, nhà các anh ấy làm nhà, làm sân. Họ đã dùng nước để làm mặt bằng, đó là đến nước san sân. Lấy nước để cho đất san sân, đầm sân cho dễ. Và khi nước chảy ra bốn xung quanh, những cây vải ở gần bờ sân và họ xác định là những cây vải năm nay là bỏ bởi vì mưa ẩm ướt quá, à, ướt nhiều nước quá sẽ không ra được hoa mà ra lộc Tuy nhiên những cây hoa này, những cái vải này ra hoa rất là tốt. Từ đó chúng ta có thể rút ra kinh nghiệm về thời gian cây vải ra hoa cần khô hạn nhưng mà khô hạn như thế nào? Như trong sách kỹ thuật người ta dạy, người ta nói là khô hạn chỉ mang tính cục bộ là tạm thời tương đối mà thôi. Chứ khô hạn quá như năm 2019 cây còn chết chứ nói gì đến hiện tượng là chúng ta ra được hoa. Cho nên chúng ta phải làm thế nào phù hợp còn ngoài ra một số ít gia đình năm 2019 vẫn được mùa ấy. là năm 2019 hay Ngoài ra còn một số gia đình, ít gia đình năm 2019, 2020 vẫn được mùa là do chăm sóc tốt như mình vừa trình bày ở trên. chăm sóc rất là tốt. Có phần chuồng, quay mục rất đầy đủ. Cho nên từ những lý do trên chúng ta có thể tìm ra nguyên nhân như nào đó để chúng ta khắc phục được những vụ hoa của 2021 cũng như 2020. Những năm về sau Nguyên nhân có rất nhiều Tuy nhiên Mình tạm thời bây giờ chưa nghĩ ra Các bạn có thể bổ sung Chia sẻ và góp ý thêm Thì qua diễn biến vụ hoa Năm 2019-2020 Như vậy Nó có ý nghĩa cho chúng ta Làm bài học kinh nghiệm Làm vụ hoa của những năm sau Như thế nào cho phù hợp Theo mình nghĩ Mình đưa ra mấy cái giải pháp như này Thứ nhất Sau vụ thu hoạch Chúng ta phải khẩn trương chăm sóc Thật tốt Để cây vải chúng ta có những bộ lá đầy đủ trong cuối thu đầu đông có thể theo kinh nghiệm từng người theo tùy điều kiện hoàn cảnh từng người từng gia đình từng khu vực đồi núi đất bằng ra sao như nào để chúng ta có thể làm hai lần lọc ba lần lọc tuy nhiên chúng ta làm kiểu gì làm miễn phải có bộ lá tương đối đầy đủ theo ý của mình của mọi người đã đầy đủ thì nó mới cho ra hoa đậu quả tốt được năm sau thứ hai đến thời gian làm hoa như bây giờ, hiện tại bây giờ ấy, thì chúng ta có thể đưa ra một số biện pháp kỹ thuật, như tạo pha nghỉ cho cây, vải, như nào cho phù hợp, ví dụ như khoanh, cẩy cuốc đứt rễ, tạo khô hạn, phun ước chế lọc, vân vân Làm thế nào? Trong mùa đông, cây không ra độc để tạo điều kiện cho cây ủ hoa tốt hơn, để quý đông, đầu xuân cây ra hoa. Trong thời gian ủ hoa, cây cần khô hạn, nhưng không quá hạn. Có thể ta vẫn phải tưới nhẹ để cây vẫn có chút nước để cây tạo điều kiện cho cây ra hoa được tránh như hiện tượng khô hạn quá như năm 2019 cây còn chết thì nói gì thời gian ra hoa đúng không các bạn thứ ba ngoài những biện pháp vật lý như khoanh cày cuốc đứt rễ tạo khô hạn chúng ta có thể sử dụng những biện pháp hóa học như là phun các loại thuốc sâu bệnh phân bón lá học môn sinh trưởng làm sao cho phù hợp mình ví dụ một để hạn chế ra lập quấy thu đầu đông chúng ta có thể sử dụng một số chế phẩm như này hoặc là một số hóa chất như này thứ nhất chúng ta rắc kali đậm để ức chế lọc thứ hai trước khi nhú hoa 10 năm 20 ngày bón lân và kali đơn để kích thích ra hoa và hạn chế lọc nếu gặp thời tiết ẩm ấm có ngày có nguy cơ ra lọc thì chúng ta phun thêm phân vân lá dầu lân và kali mình ví dụ như MKP. Thứ ba, còn khâu hạn khó ra hoa trước khi nhũ hoa khoảng 10 năm, 10 15 năm ngày chúng ta phân phun phân bón lá dầu lân như là 10, 60, 10. Và trước khi phun chúng ta như tưới nhẹ cho cây hấp thụ phân được tốt. Bốn, đến thời gian nhũ hoa gặp ẩm ấm kèm lọc hay ra nhiều lọc thì mình lại phun cái MKP nhiều lân và kali hay là 7544 nhiều kali để ức chế lọc và giữ lại hoa. Hơi khá muộn rồi. Tạm thời bây giờ mình đi nghỉ trưa. Mình đưa ra một số biện pháp như vậy. Tuy nhiên, những kiến thức của mình nó chỉ mang tính nhỏ lẻ của mình mà thôi. Có thể nó chưa phù hợp. Mong các bạn bổ sung thêm. Để chúng ta cùng nhau làm được những bộ hoa từ năm 2021 trở đi tốt hơn. Chúc các bạn buổi trưa ăn cơm ngon miệng nghỉ ngơi ngon giấc để buổi chiều có đảm bảo sức khỏe đi lao động cảm ơn các bạn xem video của mình